Bây giờ là 10 giờ ngày 25 tháng 12 thì hiện tại chúng tôi đang có mặt tại nhà anh Thắng tại xã Đồng Luận, Thanh Thủy, Phú Thọ đây. Thì là hôm nay chúng tôi đã bàn giao cho anh một bộ sập thờ và một bộ bàn ghế tần thủy hoàng. Bây giờ tôi sẽ vào phía trong quay bộ bàn ghế cho mọi người cùng xem nhé. Đây là toàn cảnh không gian phòng khách của nhà anh Thắng đây. Trước màn hình quý vị là bộ sập thờ chân 22. Ở bên phải đây là bộ ghế tần thủy hoàng, gỗ hương đá cột 12. Và chiếc sập thờ này của chúng tôi thì được đục chạm tứ linh chân 22 và chất liệu là 100% bằng gỗ mít ta, được phun BU. Và chúng tôi là giữ nguyên màu gỗ là cho anh Thắng, không sơn màu, chỉ phun bóng BU thôi. Anh còn mua thêm của chúng tôi là một bộ ngai hạc và đài nến. Một sập thờ rất là đẹp. Phía trước là đục mặt hổ phù và tứ linh, long ly quy phượng. Đây là toàn cảnh chiếc sập thờ và không gian phòng thờ của anh. Rồi tôi sẽ quay gần chi tiết hơn để cho mọi người cùng quan sát và chiêm ngưỡng và tham khảo bộ sập thờ này. Chân là được đục chân nghê trầu, rất là sắc nét. Và nhìn tổng thể bộ sập thờ thì rất là bệ vệ chắc chắn. Và đây là một bên là phượng và ly, ở giữa đầu hổ phù. Ở bên kia là rồng, còn ở phía cổ thì chúng tôi chạm là rồng trầu mặt nguyệt. Ở phía bên này là bộ bàn ghế đấy. Tôi sẽ quay bộ bàn ghế cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Do ánh sáng nó hơi trái sáng nên là hơi khó quan sát, nên là mọi người thông cảm. Đây là toàn bộ chiếc văng dài, vân gỗ hoàn toàn tự nhiên, rất là đẹp, hàng dày dặn mà không có một vết rác. Bộ bàn ghế này được phủ BU bóng mờ, hàng rất là đẹp. Đấy, và đây là hai cái con đây, hai chiếc ghế đôi con và bàn. Từ đỉnh nó hơi bị ngược chiều sáng nên là không quan sát. Trên màn hình đây hiện tại là anh Thắng đây, là anh là chủ nhà đây, anh đang rất phấn khởi khi sắm được bộ bàn ghế mới này. Rất cảm ơn anh Thắng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Và mọi người thì ai có nhu cầu mà muốn sở hữu sản phẩm này có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0987 510806 hoặc truy cập website đồ gỗ tùng8.com. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.